thì là anh em nghiên cứu rất là sâu, và chính vì vậy nên là gần như là đặt cái niềm tin của mình với những cái niềm tin của mình gần như là tuyệt đối đối với cái dự án này đó. Tuy nhiên rằng nó chưa phải là 100%, nhưng mà Lan Anh tin chắc rằng là đây nó sẽ là gần như sát đến 98 đến 99%. Và điều quan trọng nữa đó là ngày hôm nay chúng ta có tiếp tục để chúng ta có đi với nó hay không, có sở hữu nó hay không, và chúng ta có tin tưởng nó hay không, thì nó còn phụ thuộc vào cái sự đón nhận của chúng ta nữa đó. Và rất là cảm ơn sếp Chí đã dành những cái sự thời gian của mình để gửi tới toàn thể cộng đồng ngày hôm nay được nghe những cái kiến thức gọi là để đi sâu hơn về nền tảng làm thế nào để chúng ta phát triển được tốt hơn. Vậy thì trong thời gian vừa qua thì cũng rất là may mắn cho cộng đồng của chúng ta thì được kết nối và giao lưu với một những người anh, một người mà Lan Anh thì cũng chưa gặp bao giờ, nhưng mà cũng nghe nói rất là nhiều rồi, trên thị trường thì cũng nghe danh tiếng rất là nhiều rồi. Và ngày hôm nay tất cả cô chú các anh chị đã có mặt trong buổi Zoom ngày hôm nay thì chúng ta đã bớt chút thời gian quý báu của mình, thì không có lý do gì mà chúng ta không nán lại ở cái Zoom này cho đến cuối cùng, đúng không ạ? Và những điều hay thì luôn luôn ở phía sau, những điều hay thì luôn luôn bao giờ cũng ở phía sau, và chúng ta ai là người cuối cùng rời ở rời đi ở Zoom này thì người đó sẽ là người mà nắm được nhiều kiến thức nhất và nắm được nhiều thông tin nhất. Và chắc chắn là chúng ta sẽ khi đã có nhiều thông tin kiến thức rồi thì chắc chắn là một điều là chúng ta sẽ không bỏ lỡ cơ hội, và đã không bỏ lỡ cơ hội rồi thì chắc chắn một điều là chúng ta kiếm được tiền. Chỉ có điều là chúng ta kiếm được nhiều hay được ít thôi, đó là phụ thuộc vào cái khoản tài chính của chúng ta và phụ thuộc vào cái việc chúng ta chốt lời đó. Và ngày hôm nay thì cũng rất là may mắn cho cộng đồng của chúng ta được giao lưu với một người, đó là một người đã từng tham gia trong thị trường crypto từ năm 2016, và đã gần gần 10 năm rồi ạ, gần 10 năm rồi. Và một người mà thường thường xuyên ạ đi săn những đồng coin và chuẩn bị lên sàn, sắp lên sàn, và đặc biệt là nghiên cứu rất sâu về trong cái quỹ của dự án, ví dụ như là các dự án mà để mà phát triển được và để mà lên được những cái sàn top, cũng như là hướng tới cái chương trình là cổ phiếu, cũng như là những cái chương trình mà hướng tới về những chương trình như là lên sàn Nasdaq, thì ở đây nó có rất là nhiều cái quỹ mà giống như chúng ta bây giờ đang sở hữu, đó là quỹ Marathon. Và đặc biệt là ngày hôm nay thì anh ấy cũng có mặt ở tại đây. Và quý vị có muốn là giao lưu với một người rất là thành công và rất là nhiều kiến thức trong thị trường này, và để làm thế nào chúng ta chữ được nhiều happy nhất không ạ? Đó, và ngay sau đây thì Lan Anh xin được mời một người anh, một người rất là thành công trong lĩnh vực này cùng lên giao lưu cùng với tất cả quý vị, các cô, chú, anh chị có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Dạ xin mời anh Lương Sơn ạ. Anh Lương Sơn có ở đây không ạ? Ok, có. Dạ, em chào anh. À, cảm ơn MC Ruby rất là nhiều. Nghe MC giới thiệu mà mình ngồi mình run quá chị. Ok, cảm ơn phần kết nối của Ruby. Chào toàn thể anh chị em có mặt trong buổi Zoom tối ngày hôm nay. Cũng cảm ơn cái sự chia sẻ khởi đầu của anh Chí về những cái thông tin liên quan đến kinh tế vĩ mô cũng như những cái nền tảng pháp lý của thế giới họ cũng đang chuẩn bị rất là kỹ lưỡng để đón nhận cái thị trường tiền điện tử và đưa ứng dụng của công nghệ blockchain vào trong nền kinh tế truyền thống. Thì đấy là những cái thông tin mà anh Chí đã dày công nghiên cứu sưu tập thu thập các thứ và chia sẻ lại cho anh chị em. Thì làm quen với anh chị một chút. Sơn tên đầy đủ là Nguyễn Lương Sơn, sinh năm 85, là quê thì ở Phú Thọ, hôm nay mới được biết là đồng hương với bạn Ruby MC. Và Sơn đang làm việc và sinh sống ở Hà Nội thì có tham gia với thị trường tiền điện tử hay còn gọi tiền kỹ thuật số tiếng Anh là crypto thì từ năm 2016. Thì tính đến thời điểm hiện tại thì cũng đã qua được hai mùa của thị trường, tức là hai chu kỳ. Một chu kỳ là 2017, một chu kỳ 2021 và đến bây giờ chuẩn bị đón một cái đỉnh chu kỳ mới là 2025. Và cũng chia sẻ với anh chị là cũng không phải thành công lắm đâu ạ, mà bị thị trường nó dập nhiều hơn anh chị ạ. 2017 thì không biết đâu là đỉnh cả nên là toàn ôm coi quá đỉnh đấy. Sau đó là nó xuống mà không biết nó xuống, gặp biến cố xong cuối cùng là kiếm bao nhiêu nó cũng đi hết. Đến năm khi sau đó thì đến 2019 thì bắt đầu là nghiên cứu kỹ hơn về cái chu kỳ của thị trường này
thì cũng học hành tích cóp cái kiến thức của nhiều các cái anh chị em có kinh nghiệm trong thị trường, thì cũng dựa trên các cái số liệu phân tích thì cho ra được một cái quy luật chu kỳ trong thị trường nó rất là quan trọng. Sơn nghĩ là ở đây sẽ có những anh chị em là những người đã từng đầu tư vào thị trường coin, và có những cái người là khả năng lần đầu tiếp cận với thị trường. Thì tuy nhiên là có một cái kiến thức mà Sơn nghĩ là anh chị em cũng nên lưu ý cái kiến thức này, đó chính là cái tính chu kỳ trong trong thị trường coin. Trong bất kể một cái thị trường tài chính nào thôi, nó cũng đều có tính chu kỳ, mà nó là quy luật cơ bản của vũ trụ, đúng không ạ? Con người thì có sinh lão bệnh tử, mà thời tiết có xuân hạ thu đông, đúng không ạ? Thì thị trường nó cũng theo quy luật như vậy đấy, có lên có xuống, và nó cũng có cái quy luật là bốn mùa. Và cái chu kỳ ở thị trường coin ấy, thì nó rất thú vị, đó là gì? Nó có 4 năm anh chị, trong khi chu kỳ kinh tế nó khoảng 10 năm, 12 năm các thứ, hay là chứng khoán nó cũng sẽ theo theo cái chu kỳ kinh tế. Còn hiện tại thì thị trường coin nó vẫn đang theo một cái quy luật của Bitcoin, đó chính là quy luật về thuật toán halving. Vì thế nên là cái thuật toán này nó không ai chỉnh sửa được, và vì nó không chỉnh sửa được cho nên nó lặp lại cứ 4 năm một lần. Và vì cái thuật toán đó cho nên là Bitcoin nó cứ 4 năm nó lại lên đỉnh một lần, 4 năm nó lại lên đỉnh một lần. Đó. Và tại sao thị trường này vẫn phải đi theo Bitcoin? Vì điên đơn giản thế ạ. Bitcoin được ví là founder của thị trường, đúng không ạ? Là cái đồng coin gọi là thành lập ra cái thị trường này. Và hiện tại cái ông founder này, ông ấy đang nắm đến trên 50% vốn hóa của cả thị trường, tức là nắm trên 50% cổ phần thị trường ấy, anh chị dung ạ. Cho nên ông này mà hắt hơi sổ mũi cái là thị trường chao đảo theo ngay. Vì thế nên là cái quy luật 4 năm nó vẫn còn đúng, ít nhất đến chu kỳ này nữa. Còn chu kỳ sau nữa, cái sức ảnh hưởng của Bitcoin nó ở mức độ như thế nào nữa thì lúc này phải xem những cái dữ liệu chi tiết thì chúng ta mới biết. Ok, thì đấy là làm quen với chị một chút về 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 bản thân. Thì Sơn có tham gia vào SCF Chain là ngày 29 tháng 4 2023, và cũng có cái gọi là giai đoạn trải nghiệm cùng với SCF Chain. Và cái điều mà ấn tượng nhất của Sơn đó chính là khi đọc sách trắng, vì mình chưa thấy một cái sách trắng nào nó lại chỉn chu chi tiết và nhiều cái thuật ngữ kỹ thuật như vậy. Cho nên mình mới thấy một điều là mỗi cái sách trắng mà họ đã chỉn chu như vậy thì những cái thứ khác là cái độ chỉn chu nó cỡ nào nữa. Thì cũng từ đó xong rồi đồng hành cùng SCF đến thời điểm hiện tại, và cảm thấy là mùa gặt sắp đến rồi anh chị ạ. Và hôm nay có ekip tổ chức Zoom thì cũng tin tưởng giao cho một cái nội dung chia sẻ với anh chị trong buổi Zoom ngày hôm nay. Thì để thuận lợi trong cái việc chia sẻ thì Sơn sẽ chia sẻ màn hình để anh chị em chúng ta sẽ cùng nhìn cái slide một chút nhé. Ok, chắc là anh chị em nhìn rõ slide đúng không ạ? Sơn đang dùng cái điện thoại nữa để quan sát thì ở điện thoại Sơn là nhìn cũng khá rõ, chắc anh chị cũng nhìn rõ. Vậy thì cái phần nội dung mà Sơn chia sẻ với anh chị em đó chính là một cái quỹ, đó là SCF Hackathon. Và với cái quỹ này ấy, thì nó mang lại cho chúng ta một cái cơ hội đầu tư giúp mình có thể là x hàng trăm lần, thậm chí nhiều hơn nữa cái tài sản của mình khi mà gọi là tham gia đầu tư với quỹ SCF Hackathon. Và cái đơn vị chủ quản của cái quỹ này ấy, thì nó là một cái tập đoàn công nghệ có tên đầy đủ là SCF International Holding, tức là tập đoàn quốc tế. Và tập đoàn này thì hoạt động đa ngành đa lĩnh vực. Và cấu trúc tập đoàn này ấy, thì nó sẽ gồm có ba nó gồm ba công ty con. Một là công ty về công nghệ, đó là SCF Technology. Và công ty thứ hai là công ty về đầu tư, đó là SCF Investment Management, tức là quản lý về đầu tư. Và công ty thứ ba đó là công ty SCF Foundation, đây là công ty về quỹ. Thì cái cấu trúc tập đoàn như thế này ấy, nó hình thành nên một cái kết cấu khá là vững chắc của cái tập đoàn này, với cái tham vọng của họ đó là 2025 họ sẽ list list sàn Nasdaq của Mỹ. Đấy là cái kế hoạch và tham vọng của họ. Và hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào hai công ty, đó là công ty về công nghệ và công ty về quỹ. Còn công ty về đầu tư thì tạm thời nó chưa có cái nhiều thứ để chúng ta tiết lộ cho chúng ta, nên là chúng ta cũng chưa cần quan tâm lắm. Thì Sơn sẽ đi vào cái công ty đầu tiên, đó là công ty về công nghệ, đó là công ty SCF Technology.
Ba công ty của tập đoàn này thì đều có pháp nhân rõ ràng, đăng ký kinh doanh đầy đủ và hoàn toàn chúng ta có thể kiểm tra được. Thì công ty đầu tiên là công ty công nghệ thì đặt trụ sở tại thung lũng Silicon, California của Mỹ. Và đây chính là đường link để chúng ta check cái đăng ký kinh doanh. Tại sao Sơn đưa luôn lên đây? Là bởi vì là bản thân Sơn trong quá trình là đi tiếp xúc với một số dự án á, thì nghe họ nói là đặt ở chỗ này, đặt ở chỗ kia. À, đơn vị nào mà share thêm được thì là cho mình một cái ảnh. Nhưng mà cái mà Sơn cần tìm đó là gì? Cho tôi một cái đường link để tôi kiểm tra xem là cái đăng ký kinh doanh có ở đó thật không. Bởi vì sao? Bởi vì là cái thị trường coin dần dần nó sẽ phải hoạt động rất là chuẩn theo luật, chứ không phải là như sơ khai ban đầu nữa. Đó. Thế thì chúng ta sẽ check luôn nhé. Sơn sẽ check luôn đây để anh chị cùng xem này. Đây chính là cái đường link của California của Mỹ. Và anh chị cũng có thể là vào cái đường link này, sau đó anh chị nhập vào cái phần ô tìm kiếm ở đây. Đó, có cái ô tìm kiếm ở đây. Thì anh chị chỉ cần gõ đúng là SCF Technology. LLC. Đó, sau đó chúng ta tìm kiếm. Rồi, thì ở đây anh chị nhìn thấy ạ. Sơn sẽ zoom lên cho anh chị nhìn rõ nha. Đây. Đây chính là thông tin đăng ký kinh doanh của họ. SCF Technology LLC đăng ký vào ngày 16 tháng 8 năm 2023. Đó. Và khi chúng ta kích vào mũi tên này thì anh chị có thể nhìn thấy các cái thông tin tiếp theo ở đây. Ví dụ đây là thông tin đăng ký này, trạng thái là đang hoạt động này, và các cái dữ liệu đều là good đúng không ạ? Tốt. Đúng chưa ạ? California đây. Rồi, Sacramento này. Và cái đăng ký này ít nhất đến tháng 31 tháng 8 năm 2025. Điều thú vị đó là gì ạ? Là đón đón được cái chu kỳ crypto. Bởi vì 2025 nó dự kiến nó sẽ là lên đỉnh của thị trường. Và đây chính là cái thời hạn của cái giấy phép đăng ký kinh doanh này. Đó thì đây là Sơn check qua một tí để anh chị nhìn thấy là cái pháp lý của họ rất là rõ ràng đầy đủ. Công khai cho mọi người có thể check. Ok ạ. Và tương tự như vậy thì các công ty kia nó đều có. Tuy nhiên là anh chị có thể là nhờ cái người bạn đã giới thiệu mình đến đây, họ sẽ chỉ cho mình cái check. Ok bạn. Và công ty công nghệ thì sản phẩm của nó đương nhiên là công nghệ đúng không ạ? Và công nghệ mà công ty này tập trung phát triển đó chính là công nghệ blockchain. Và thành quả của họ đã đạt được đến thời điểm hiện tại đó là họ có ví riêng. Đây là một cái thông tin mà như lúc nãy anh Chí có chia sẻ đó, đó là họ có ví. Đây là một 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 blockchain có ví riêng, đúng chưa ạ? Có ví riêng, và cái ví này rất là thú vị. Nó là một ví đa chuỗi, tức là tích hợp trên cái ví này nhiều chuỗi blockchain khác nhau. Cái điểm thứ hai đó là một ví đa năng, tức là tích hợp trong này nhiều tính năng để có thể sử dụng luôn. Chỉ cần cái điện thoại mở ví ra là những cái gì hay ho có thể được sử dụng trên ví này luôn. Và điểm thứ ba nó là gì? Nó được bố trí một cách rất là thân thiện và dễ dùng. Dù anh chị em là người mới tìm hiểu về thị trường này đi chăng nữa thì chỉ cần một lần chỉ cho anh chị em, và anh chị em là thao tác theo thì lần sau chúng ta cũng sẽ rất dễ dùng. Đó, thì đây chính là giao diện của cái ví, anh chị có thể nhìn thấy đấy. Và cái điểm thứ hai ấy, là sản phẩm blockchain của công ty này có tên là SCF Chain, và nó đã được đặt nền móng chuẩn bị kỹ lưỡng từ tháng 9 năm 2017. Đây là một blockchain được gọi là được tạo ra dựa trên cái nền móng của blockchain Ethereum, và cái ví gốc để tạo ra blockchain này á, đã được chuẩn bị từ tháng 9 năm 2017, và đến thời điểm hiện tại là sau 6 năm, đến tháng 6 năm 2023, tức là năm nay, là họ đã chính thức mainnet, tức là blockchain này đã chính thức mainnet. Mainnet nghĩa là gì ạ? Là đã chính thức hoạt động. Còn nhiều những cái nền tảng, những dự án khác có thể là đang trong giai đoạn là sách trắng, hoặc là giai đoạn gọi là testnet, tức là thử nghiệm. Còn blockchain SCF nó đã hoạt động chính thức, và nó có một cái điểm khác biệt độc đáo. Tại sao chúng ta cần tìm hiểu cái này? Bởi vì cái sự khác biệt độc đáo của bất kể một loại sản phẩm nào, anh chị kinh doanh sản phẩm nào đi chăng nữa, không chỉ là công nghệ, thì nó phải có cái điểm khác biệt độc đáo so với các cái sản phẩm khác trên thị trường, thì cái tính cạnh tranh của nó trên thị trường nó mới cao, đúng không ạ? Và cái điểm khác biệt độc đáo của SFChain đó chính là một cấu trúc chuỗi kép. Đây là một
dạng cấu trúc duy nhất trên thị trường. Còn các blockchain mà nếu anh chị biết đều là cấu trúc chuỗi đơn, và chỉ có một chuỗi thôi. Và cái cấu trúc chuỗi kép này nó gồm hai chuỗi là chuỗi main chain có 100 cái siêu nốt xác thực, và một chuỗi song song gọi là chuỗi phiên trên có 12.200 nút xác thực, tức là cái số lượng nút rất là nhiều, đúng không ạ? Điểm tiếp theo đó là gì? Blockchain này ấy, nó tương thích với máy ảo EVM. Tại sao cái việc tương thích với máy ảo EVM lại rất quan trọng? Bởi vì sao? Bởi vì rất nhiều các cái dự án họ đặt các ứng dụng gọi là các DApp ấy, trên trên nền tảng của chuỗi Ethereum. Nhưng mà Ethereum á, thì nó có đặc điểm là cái bảo mật và cái phân tán của nó rất tốt. Tuy nhiên, khả năng mở rộng và hiệu suất, tức là tốc độ giao dịch cũng như phí giao dịch ấy. Tốc độ giao dịch thì chậm và phí giao dịch thì cao. Nếu anh chị em nào giao dịch em trên mạng Ethereum sẽ thấy là gì? Bình thường là khoảng 3 đến 4 đô. Cao hơn một tí có thể lên 10 mấy 20 đô, và thời điểm cao nhất là một giao dịch trên mạng lưới Ethereum có thể lên đến 100 đô. Điều này nó tạo ra cái rào cản để những cái ứng dụng phát triển trên đó khó khăn hơn. Vì sao? Vì nếu một ứng dụng tốt phát triển, họ cần người dùng, mà người dùng vào giao dịch nhẹ một cái mất mất mấy đô, đúng không ạ? Thì có nghĩa là nó tạo luôn rào cản cho người dùng. Chính vì thế nên là nhiều những cái ứng dụng đang đặt trên Ethereum họ đã di chuyển bớt sang những cái mạng blockchain mà có chi phí thấp hơn và tốc độ giao dịch cao hơn. Chính vì thế nên là gì? SCF trên họ thiết kế tương thích với máy ảo EVM này để giúp cho những cái dự án nào đang đặt trên Ethereum có thể dễ dàng chuyển nhà sang SCF trên. Anh chị dùng ạ. Đó chính là cái ý nghĩa rất quan trọng của nó. Điểm tiếp theo đó là gì? Blockchain SCF trên có khả năng xử lý các cái giao dịch về tài sản giữa các chuỗi với nhau, nó gọi là giao dịch xuyên chuỗi. Tại sao cái giao dịch xuyên chuỗi nó quan trọng? Thì hôm qua Sơn có một chia sẻ một cái bài nhỏ nhỏ ở trên cộng đồng, đó là mình nếu mình hình dung như kiểu là các cái chuỗi blockchain giống như các ngân hàng ấy, thì cách đây vài năm có phải là khi mà chúng ta dùng ngân hàng khác nhau, giả sử như là Sơn dùng Agribank, anh chị dùng Combank chẳng hạn, mà Sơn muốn chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của Sơn sang cho anh chị thì Sơn phải lọ mọ ra ngân hàng, đúng không ạ? Viết một cái phiếu thu, sau đó là nhờ nhân viên ngân hàng họ 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 đẩy cái giao dịch đấy cho mình, thậm chí cần phải chờ cả cả ngày, cả một ngày thì cái giao dịch chuyển tiền của Sơn mới đến được anh chị do khác ngân hàng. Nhưng đến bây giờ thì sao ạ? Có những ngân hàng thì chỉ cách đây là vài năm, có những ngân hàng mới update gần đây, thì chúng ta bây giờ dùng bất kể tài khoản ngân hàng nào, muốn chuyển khoản ngân hàng từ ngân hàng của mình sang ngân hàng của người bạn mình không phải là ngân hàng của mình thì chỉ cần một nốt nhạc, đúng không ạ? Và còn miễn phí, trong khi ngày xưa chúng ta mất rất nhiều thời gian và phí nó cũng tốn hơn, đúng không ạ? Thế thì cái sự phát triển của ngành công nghiệp blockchain và thị trường crypto nó đòi hỏi những cái giao dịch xuyên chuỗi. Vì khi anh chị đang để cái tài sản của mình trên chuỗi này nhưng mà lại có cơ hội đầu tư xuất hiện trên chuỗi khác, chúng ta cần chuyển sang đó thì nó rất là mất thời gian và chi phí nó tốn kém. Vì vậy, nhu cầu của thị trường crypto đòi hỏi một blockchain xuyên chuỗi. Và nó cũng là cái yếu tố mà như lúc nãy anh Chí phân tích, đó là gì? Nhờ cái đặc tính xuyên chuỗi này mà cái gọi là giới kinh doanh, giới tài chính truyền thống, kinh tế truyền thống mới có thể dễ dàng đưa lên ứng dụng trên mạng blockchain. Đấy là ý nghĩa của cái giao dịch xuyên chuỗi. Và SCF trên họ có cái thời gian xử lý giao dịch là chỉ 3 giây, tức là chúng ta đếm 1, 2, 3 là xong một giao dịch, với phí giao dịch rất là thấp. TPS, TPS nó gọi là số lượng giao dịch có thể xử lý trong một giây, thì khả năng xử lý lượng giao dịch trong một giây của chuỗi SFC này nó lên đến 80.000 cộng, tức là gì? Nó có thể mở rộng không ngừng, không chỉ dừng ở khả năng xử lý 80.000 giao dịch trên một giây mà có thể mở rộng không ngừng. Vậy chúng ta so sánh như này này, Visa, Visa là một trong số khoảng 7 cái tập đoàn chuyển mạch tài chính lớn nhất thế giới, thì khả năng xử lý giao dịch trên một giây của họ khoảng 65.000. Như vậy cái khả năng xử lý giao dịch của SCF trên đang cao hơn cả Visa rồi. Đó, vậy thì nó mới tạo ra cái sự thuận lợi trong cái việc là mọi cái giao dịch về 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 tài sản diễn ra trên chuỗi được. Và kết quả tiếp theo mà họ đã đạt được đó là gì ạ? Cái tổng số lượng địa chỉ ví được tạo nên trên cái blockchain này đã là hơn 62 triệu địa chỉ ví. Anh chị dùng nha, hơn 62 triệu địa chỉ ví. Và có khoảng hơn 750.000 triệu
Hơn 750 triệu giao dịch đã được xử lý trên blockchain này. Như lúc nãy Sơn có nói là blockchain nó đã chạy chính thức và các giao dịch đã được xử lý trơn tru mượt mà trên này. Mỗi blockchain á thì đều có một đồng coin gốc, đúng không ạ? Blockchain Bitcoin có Bitcoin gốc, Bitcoin là đồng coin gốc. Blockchain Ethereum thì có ETH. Blockchain Binance Smart Chain thì có đồng coin là BNB, đúng không ạ? Thế thì SCS trên cũng có một đồng coin gốc, đó là đồng SCF coin. Và hiện tại ấy, thì trong cái giai đoạn phát triển của SCF trên thì đến thời điểm hiện tại có khoảng hơn 2 triệu địa chỉ ví đang có cơ hội sở hữu SCF coin. Ở đây là nếu anh chị em nào đã cùng tham gia trong cái giai đoạn trước của SCF trên, khả năng anh chị vẫn có cái phần SCF coin được tặng hàng ngày, đúng không ạ? Thông qua các nút khai thác. Đấy. Và với cái hackathon này á, thì anh chị cũng khi anh chị tham gia, anh chị cũng có cơ hội được sở hữu cái đồng SCF coin này. Và khi đồng này mà lít sàn á, thì nó có cái tiềm năng không kém gì những coin nền tảng kiểu như kiểu là BNB, Solana các kiểu đấy, anh chị hiểu không? Bởi vì tham vọng của blockchain này họ có tham vọng rất lớn. Và có một điểm nữa đó là gì? Cái kết quả họ đã tạo ra được 8 cái hệ sinh thái trụ cột. Và nó bao gồm này, một là phiên swap, lúc nãy anh chị có nhắc đến, đây chính là một cái trình giao dịch tài sản xuyên chuỗi. Hai là phiên sol, tức là GameFi thế hệ mới. FUSD là đồng stable coin của nền tảng SF chain. Phiên SBT nó là mã thông báo tài chính. Phiên Pay nó là một cái ứng dụng thanh toán xuyên chuỗi xuyên quốc gia. Và hiện tại là Phiên Pay đang đang có khách hàng là các cái doanh nghiệp rất là lớn trên 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 thế giới, bao gồm bốn khối: khối ngân hàng, khối hàng hóa lớn, khối chuỗi cung ứng và một cái khối nữa Sơn cũng không nhớ chính xác, nhưng mà trong ví anh chị có thể tìm hiểu ở trong ví. Cái thứ sáu đó là hệ sinh thái phiên bill, tức là thị trường giao dịch hóa đơn tài chính xuyên chuỗi. Khái niệm này khá là mới, dần dần thì khi mà chúng ta sẽ được tiếp cận với cái khái niệm này thì sâu hơn. Rồi phiên EX tức là sàn giao dịch phái sinh nhưng mà là phi tập trung, ví dụ như là bình thường sàn giao dịch phái sinh kiểu như trên thị trường đang có như kiểu là Binance, OKX hay là các cái sàn giao dịch thì nó là sàn giao dịch tập trung. Còn phiên EX nó là sàn giao dịch phi tập trung. Và phiên Phinbox là một cái nền tảng mạng xã hội web 3.0. Ví dụ như là Facebook hay là các nền tảng mạng xã hội khác thì nó gọi là web 2, tức là các cái dữ liệu là trên môi trường web. Còn còn nền tảng mạng xã hội web 3 thì nó dữ liệu nó trên môi trường blockchain. Đó. Thì đấy là Sơn giới thiệu qua với anh chị một chút về cái công ty công nghệ SCF Technology và cái sản phẩm của họ là gì, cũng như là hiện tại họ đã có được cái kết quả gì về mặt sản phẩm. Và chúng ta sẽ tìm hiểu cái công ty thứ hai, đó là công ty SCF Foundation, tức là công ty về quỹ. Tại sao lại có SCF Foundation? Thì anh chị hình dung như này. Tất cả các nền tảng blockchain lớn trên thế giới đều có foundation. Bởi vì cái foundation đó là một cái quỹ hỗ trợ để giúp cho các nền tảng blockchain phát triển mạnh hơn trên thị trường. Ví dụ, anh chị có thể Google gõ Bitcoin Foundation, Ethereum Foundation, Litecoin Foundation, Cardano Foundation, vân vân, hay là Near Foundation, Solana Foundation đều ra hết. Và SCF, cái nền tảng công nghệ của SCF nó rất tốt rồi đúng không ạ? Thì nó cũng có một cái công ty quỹ là SCF Foundation để hỗ trợ cho mảng tài chính. Vì chúng ta đang tham gia trong một cái thị trường nó gọi là fintech. Nó bao gồm là fin là tài chính và tech là công nghệ. Vậy thì SCF Technology, công ty đặt tại Mỹ, thì họ đã lo tập trung vào mảng công nghệ rồi. Thì còn mảng tài chính thì ông SCF Foundation thì ông lo. Và trụ sở của cái công ty SCF Foundation này đặt tại quần đảo Cayman. Và đây cũng là cái đường link để chúng ta có thể check luôn được cái giấy phép kinh doanh của họ. Thì như hôm nay Sơn có nói là Sơn sẽ check mỗi cái công ty công nghệ thôi, còn cái này thì anh chị nhờ nhờ người giới thiệu, người ta hướng dẫn hộ nhé. Đặc điểm của công ty quỹ này ạ, thứ nhất đó là phi tập trung. Anh chị hình dung là nhiều các quỹ, công ty quỹ trên thị trường ạ, họ hay huy động mà gọi là raise quỹ ấy, từ các cái quỹ đầu tư mạo hiểm. Còn với SCF Foundation thì họ raise quỹ cộng đồng. Đó. Và nó cũng là cái tính phi tập trung, cho nên nó cái sự tiến hóa của nó sẽ cao hơn. Xu hướng thế giới sẽ dịch chuyển từ từ tập trung sang phi tập trung. Và một điểm nữa là họ đặt trụ sở tại quần đảo Cayman này có lợi ích rất lớn về thuế. Người ta hay gọi các cái quốc đảo như thế này là các thiên đường thuế. Đó. Nhiều các tổ chức tài chính lớn hay là các ngân hàng, các quỹ thì đều chọn các cái quốc đảo để mà đặt cái một cái trụ sở ở đấy, bởi vì nó rất thuận lợi trong cái việc là
thuế do những cái quốc đảo đó họ họ hỗ trợ về mặt chính sách. Và nhiệm vụ của cái công ty SCF Foundation này đó là gì? Đẩy hỗ trợ việc nghiên cứu và phát triển. Thứ hai nữa là gì? Giáo dục và hướng tới cộng đồng. Và điểm thứ ba nữa là gì? Là thực hiện các hoạt động tiếp thị cũng như các cái chương trình hackathon. Và tất cả cái điều này phục vụ cho mục đích đó là đưa SCF trên trở thành blockchain lớn thứ ba thế giới. Ở đây họ target rất rõ ràng luôn anh chị nhé. Không phải là thay thế Bitcoin, cũng không cạnh tranh với Ethereum, mà sẽ cạnh tranh với các nền tảng blockchain khác để trở thành nền tảng blockchain lớn thứ ba thế giới. Với cá nhân Sơn sẽ đánh giá là gì? Nó không quá hoa mỹ, nó rất là thực tế. Nói thật với anh chị, cạnh tranh với Bitcoin với Ether thì chắc là còn cần thời gian, nhưng mà họ đưa một cái target mà mình cảm thấy nó có cái tính thực tế cao hơn. Đó thì đấy là cái đặc điểm của cái công ty SCF Foundation. Và trong này chúng ta có nhắc đến cái hoạt động hackathon. Vậy thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu thêm SCF hackathon nó là cái gì. Thì cái hackathon nó gồm có hai cái từ ghép lại, đó là hack và marathon. Trong đó hack nó thể hiện là lập trình viên, nó thể hiện cho đội ngũ lập trình viên, và marathon nó là cuộc chạy đua. Vậy thì hackathon nó nghĩa là cuộc chạy đua của các lập trình viên. Thì trong cái thế giới công nghệ thì những cái nền tảng, cái tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như kiểu là Microsoft, Google, Amazon các kiểu, họ đều có các cái chương trình hackathon. Nhưng mà ứng dụng trong cái thị trường tiền số này thì hackathon là một sự kiện để các nhà phát triển, tức là các dự án đấy, các startup đấy, đặt ứng dụng của mình trên mạng lưới blockchain. Vậy thì nôm na chúng ta hiểu là gì? Hackathon là một cái hoạt động để kéo khách hàng lên chuỗi SCF. Và tại sao SCF trên họ lại lựa chọn cái hoạt động hackathon? Bởi vì thực tế các nền tảng blockchain lớn đều làm như vậy. Bằng chứng đấy, Ethereum cũng có Ethereum hackathon. BNB trên cũng có hoạt động hackathon. Tron cũng có hackathon và Solana cũng có hackathon. Và chắc anh chị cũng có biết đồng Pi Network đúng không ạ? Đó, Pi Network họ cũng có hackathon. Vậy thì bản chất của cái hackathon đó là gì? Là những cái chương trình gọi là những cái sự kiện này, những cái hội nghị này để thu hút các giới lập trình viên đến đây tìm hiểu về blockchain. Ví dụ như Sơn lấy ví dụ về Solana chẳng hạn. Solana có tổ chức các cái mùa hackathon. Thì khi mà tổ chức như vậy á thì họ mất một tháng để đào tạo các lập trình viên hiểu và có thể code được trên chuỗi Solana. Sau đó họ tổ chức thi. Đấy, và khi họ tổ tổ chức thi như vậy thì họ thu hút được hàng nghìn các cái nhóm lập trình viên, các cái startup, các cái dự án đến để đặt các ứng dụng của mình lên chuỗi Solana. Đúng không ạ? Trong khi họ chỉ cần là chọn ra khoảng vài cái startup mà có ý tưởng sáng tạo, có tính thực tế, có khả năng là phát triển để họ họ bơm tiền tài trợ cho các dự án đấy. Nhưng mà hàng nghìn các cái dự án khác họ không cần phải bơm tiền, nhưng mà những cái dự án đó, những cái đội lập trình đó họ đã quen thuộc với việc sử dụng chuỗi rồi, cho nên là nếu như họ thấy những cái tiện ích của chuỗi blockchain đó mang lại, họ sẽ để nhà trên đó luôn. Anh chị hình dung gì ạ? Đây chính là cái ý nghĩa của hoạt động hackathon. Và SCF chain thì cái hackathon SCF chain này tập trung cho cái việc là hỗ trợ cho FSP, chính là cho cái hệ sinh thái Finswap. Chúng ta biết là SCF chain có 8 hệ sinh thái đúng không ạ? Thì SCF họ chọn cái quỹ hackathon này tập trung vào để hỗ trợ cho hệ sinh thái Finswap. Đó chính là trình trao đổi tài sản liên chuỗi. Vậy thì cái quỹ này á, họ sẽ gọi là gây quỹ như thế nào? Như lúc nãy Sơn có nói, họ không huy động quỹ từ các cái quỹ đầu tư mạo hiểm, mà họ họ gây quỹ cộng đồng. Mà cộng đồng ở đây là ai? Chính là các nhà đầu tư cá nhân. Và cách thức họ gây quỹ như sau: nhà đầu tư cá nhân sẽ đóng góp vào quỹ SCF Hackathon. Khi mà đóng góp như vậy, ví dụ như anh chị em chúng ta là nhà đầu tư đúng không ạ, chúng ta đóng góp với quỹ này thì chúng ta phải có quyền lợi đúng không ạ, không có quyền lợi thì chắc không mấy ai đóng góp đâu. Thì quyền lợi ở đây là gì ạ? Họ sẽ airdrop, ở đây là cái mức tối thiểu đóng góp là 100 đô anh chị nha, mức tối thiểu để mà đóng góp vào quỹ này là 100 đô này, và
mình sẽ nhận được một cái nó gọi là airdrop. Airdrop là một thuật ngữ rất quen thuộc trong cái thị trường tiền số. Còn anh chị nào mới thì airdrop hiểu nôm na là tặng. Được chưa? Tức là gì, khi chúng ta đóng góp bao nhiêu thì chúng ta sẽ được tặng một lượng FSP tương ứng. Ví dụ anh chị đóng góp 100 đô thì anh chị nhận được 100 FSP. Nếu anh chị đóng góp 1.000 đô anh chị nhận được 1.000 FSP, hay anh chị đóng góp 10.000 đô anh chị nhận về 10.000 FSP. Tuy nhiên, ở đây có một cái lưu ý anh chị nha. Ở đây là chúng ta sẽ được ghi nhận cái lượng FFP mà sẽ được nhận, nhưng mà họ chưa trả ngay. Thì nếu như mà anh chị nào đã từng tham gia đầu tư ở những cái vòng mua sớm trước khi cái đồng coin nào đó lên sàn á, thì anh chị sẽ hiểu là bao giờ khi mua sớm giá cũng tốt hơn khi khi mua trên sàn. Và vì đã được mua với giá tốt hơn rồi nên là dự án họ thường không trả coin một cục, vì trả một cục lại còn giá rẻ nữa, xong rồi khi họ list sàn thì chúng ta mang chúng ta xả vào đầu họ thì cái đồng coin nó không lên được, cho nên là họ sẽ trả từ từ, trả dần dần, ok không ạ? Thế thì khi mà nhà đầu tư chúng ta đóng góp vào quỹ hackathon này, họ sẽ sử dụng để làm cái gì cái quỹ này? Thì họ sẽ chia thành ba cái phần để sử dụng. Phần thứ nhất là 10%, thì họ sẽ bao gồm các cái chi phí liên quan, và đặc biệt họ sẽ tổ chức các cái sự kiện, các cái hội nghị, các cái cuộc thi hackathon. Mục đích của cái cuộc các cái của cái quỹ này để làm gì đấy ạ? Như vậy tôi có nói đúng không? Để thu hút các cái dự án, các startup mang ứng dụng của mình đặt trên chuỗi SCF, để SCF bắt đầu là đưa ra thị trường. Cái phần thứ hai đó là 10% á, thì họ sẽ dùng để mà thu lại FSP, để làm gì ạ? Để đốt. Anh chị đúng không ạ? Đốt. Thường thường thì các đồng coin họ cũng đều có cái cơ chế đốt bằng cách này hay cách khác. Thì mục đích của đốt này để làm cho cái đồng FFP nó khan hiếm trên thị trường. Mà mục đích của khan hiếm đó là gì ạ? Làm cho nó tăng giá. Thì đấy là cái 10% ngân sách hackathon. Và 80% ngân sách hackathon họ chi trả cho hoạt động marketing. Thì nó sẽ marketing được cùng một lúc cả cái quỹ hackathon, marketing được cả FFP và sàn Uniswap. Đồng thời marketing luôn được cả chuỗi SCH. Đấy, thì đấy là ý nghĩa của họ, giúp là mở rộng sức ảnh hưởng của SCF trên đến với thế giới, và giúp gia tăng thu hút thêm lượng cộng đồng mới cho cái nền tảng SCF trên và các cái hệ sinh thái của nó. Vậy thì FSP là gì? FSP là một đồng token quản trị của nền tảng Finswap. Đặc điểm của cái nền tảng Finswap này như này anh chị nhé. Hiện tại là Finswap đang hoạt động rất trơn tru, nhưng mà ở dạng là trình hoán đổi, trình hoán đổi nhanh ở trên ví FFP, mà cái ví mà lúc nãy Sơn có show cho anh chị xem á. Và sang năm là họ bắt đầu ra mắt sàn giao dịch Finswap. Đây là sàn phi tập trung, người ta gọi là sàn DEX ấy anh chị ạ. Và có thể hình dung như thế này, FFP nó có vai trò quản trị, là token quản trị của cái sàn DEX Finswap, thì cũng giống như kiểu là cái đồng Uni ấy. Anh chị em nào mà tham gia thị trường chắc biết đồng Uni. Ông đồng này là token quản trị của sàn giao dịch Uniswap. Hay là giống đồng Cake là token quản trị của sàn giao dịch PancakeSwap. Đó. Thì giống giống như vậy. Và khi mà chúng ta đóng góp vào hackathon, chúng ta nhận được FFP, đúng không ạ? Thì chúng cái quyền lợi khi mà chúng ta nắm giữ FFP là gì? Quyền lợi đầu tiên đó là anh chị nhận được cổ tức từ phí giao dịch. Phí giao dịch đây chính là phí giao dịch trên Finswap, mà như Sơn có nói đấy, là Finswap đang hoạt động rồi và đang có doanh thu từ phí giao dịch rồi. Và khi anh chị đóng góp quỹ hackathon này, mặc dù là FFP, thì chúng ta phải chờ là năm sau, sang năm list sàn thì chúng ta mới bắt đầu được trả, nhưng chúng ta đã có cái chứng nhận là sẽ nhận được bao nhiêu FFP rồi, và tương ứng với số FFP đó anh chị sẽ nhận được một lượng cổ tức từ phí giao dịch trên Finswap tương ứng. Và cái cổ tức này ấy, thì chúng ta sẽ được nhận hiện tại ấy, là nhận bằng đồng SCF Coin và FUSD. Đó, như nãy Sơn có nói đúng không ạ? Là cơ hội để chúng ta lại được sở hữu cả cái đồng SCF Coin. Đây là đồng coin gốc của nền tảng blockchain SCF. Và sau này thì có thể là họ sẽ thay bằng đồng FFP hay như nào thì sau này sẽ có thông báo sau. Điểm thứ hai là chúng ta sẽ được tham gia các chương trình khuyến khích theo từng thời điểm mà nền tảng họ có thông báo. Điểm thứ ba đó là chúng ta có quyền biểu quyết trên nền tảng, người ta gọi là tổ chức tự trị phi tập trung ấy. Và điểm thứ tư đó là mình sẽ được nhận airdrop các cái đồng coin khi mà list lên sàn Uniswap.
Airdrop chính là tặng đúng không ạ? Và khi chúng ta gọi là cổ đông ở trên cái sàn VinSwap này thì chúng ta sẽ có cơ hội được tặng các cái đồng coin khi mà nó mới niêm yết trên sàn VinSwap. Và đặc điểm thứ năm, cái quyền lợi thứ năm mà chúng ta sẽ nhận được đó chính là tiềm năng tăng giá XXX, thậm chí là XXX lần. Lát chúng ta sẽ phân tích về điều đó. Thế thì đồng FFP này nó có ra giá trị sử dụng như thế nào, tức là có cái tiện ích như thế nào? Tiện ích đầu tiên là nó sử dụng để thanh toán phí giao dịch trong trong cái nền tảng VinSwap. Khi mà bất kể một cái đồng coin hay là token nào đó giao dịch trên VinSwap đều phải mất phí là FSP. Cho nên nếu không có FSP làm phí thì sẽ không thể giao dịch được. Ok chưa ạ? Giá trị sử dụng thứ hai đó là nó có thể được sử dụng làm phí gas trong tương lai. Cái này là trong tương lai, khi nào công ty họ có công bố đó thì chúng ta sẽ biết. Còn đầu tiên chúng ta sẽ nhìn thấy phí giao dịch bằng VinSwap, bằng trên VinSwap bằng FFP. Rồi cái đặc điểm giảm phát của FFP thì tại sao cần phải giảm phát? Bởi vì nếu mà lạm phát thì giá nó rất khó tăng, đúng không ạ? Cho nên là gì, họ mới trích ra 10% để mà mua lại 10% cái quỹ Hackathon để mua lại FFP và mang đốt. Đó, đốt là như nào? Không phải là châm lửa đốt anh chị nha. Hiểu đơn giản là như này, có một cái ví đó không có gọi là không có cái khóa cá nhân, không có cái khóa để mà mở mở được cái ví đấy, và người ta sẽ chuyển chuyển coin, chuyển token vào trong cái ví đấy, mà chuyển vào đấy là không có khóa mở, tức là mất. Thì ở trong cái thị trường này người ta dùng từ gọi là burn, là đốt. Ok không ạ? Điểm thứ hai ấy, như lúc nãy Sơn có nói là khi mà chúng ta đóng góp vào SCF Hackathon thì họ không trả ngay một cục SCF FFP cho chúng ta, mà họ sẽ trả dần, nó gọi là trả tuyến tính, và trả tuyến tính trong 180 ngày, tức là 60 180 ngày, tức là 6 tháng ấy. Đó. Thì ví dụ như bọn Sơn mà đầu tư cùng với quỹ để đi săn những cái dự án mà để mua được những cái vòng bán sớm như kiểu là vòng seed hay là vòng private, thì bao giờ là dự án họ khóa coin một thời gian 3 tháng, 6 tháng. Đấy, sau đó họ mới bắt đầu trả coin. Họ trả thì bắt đầu họ trả một phần, xong rồi trả dần một quý một lần, một tháng một lần, hoặc là có những dự án họ trả một ngày một lần. Thì anh chị em hiểu nó cũng nôm na là như vậy. Thì bản chất chúng ta hiểu là gì? Là chúng ta đóng góp vào quỹ Hackathon và chúng ta được tặng, thì đứng trên góc độ mình nhìn thấy ấy, nó chính là mua, đúng không ạ? Mua, nhưng mà mua từ trước khi lên sàn. Và mua từ trước khi lên sàn giá bao giờ cũng tốt hơn rất nhiều so với việc lên sàn rồi mới mua. Ok. Và cái FFP là token quản trị của VinSwap, và VinSwap thì nó lại là hệ sinh thái quan trọng bậc nhất anh chị nha, của cái SCF chain, và nó cũng là cơ sở tài chính của cả cái chuỗi SCF chain luôn. Vậy thì VinSwap thì lúc nãy anh Chí có nói qua rồi đúng không ạ? VinSwap là một trình trao đổi tài sản liên chuỗi, và cái tác động tương lai của cái VinSwap này đó là gì? Tác động tương lai tức là nó gây ra sự ảnh hưởng đến đến thị trường nói chung, và cái nền kinh tế truyền thống khi đưa lên đây nói riêng đấy. Đó là gì? Các hoạt động giao dịch trên chuỗi tài sản chuyển qua lại giữa các chuỗi blockchain với nhau nó diễn ra một cách trơn tru mượt mà, và khi nó trơn tru mượt mà thì nó làm đảm bảo tăng cái tính tương tác trong cái thị trường hơn. Được chưa ạ? Cái điểm thứ hai đó là khả năng xử lý giao dịch, xử lý cái giao dịch rất là cao, như lại Sơn có nói với anh chị ấy, là tốc độ xử lý, cái khả năng xử lý giao dịch lên đến 80.000 giao dịch một giây đó, và cái số lượng giao dịch xử lý trong một giây thì càng cao thì nó mới đảm bảo được là rất nhiều các hoạt động giao dịch nó diễn ra trên cái chuỗi, và cũng nhờ vậy mà nó giảm thiểu bớt được cái sự trượt giá và rủi ro. Và một cái điều quan trọng nữa đó là cái VinSwap là một cái sàn đếch, cho nên người ta có áp dụng cái cơ chế AMM. AMM là Automate Market Maker, nó gọi là thuật toán tạo lập thị trường tự động. Và SCF trên họ ứng dụng công nghệ AMM thế hệ thứ ba. Tức là nó có hai cái thế hệ AMM đang được ứng dụng trên một các cái sàn giao dịch. Nhưng mà hai thế hệ đấy nó gây ra sự trượt giá rất là lớn. Nên nếu anh chị em nào để ý mà khi mà chúng ta swap một cái đồng nào trên một cái nền tảng mà số lượng nó lớn quá mà không để ý cái pool thanh khoản á, là cái mức trượt giá nó rất khủng khiếp. Thì thằng phiên swap này nó sẽ làm được cái điều là xử lý, giảm thiểu bớt cái sự trượt giá và rủi ro khi mà chúng ta thực hiện những cái giao dịch ở trên 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 nền tảng sàn phi tập trung. Và nhờ những đặc điểm đấy mà nó sẽ giải quyết được cái vấn đề trong ngành. Mà khi giải quyết được vấn đề trong ngành thì nó mới hỗ trợ cho cái
cái ngành công nghiệp blockchain và cái thị trường tiền kỹ thuật số là tăng trưởng. Đồng thời nó thu hút thêm các cái nhà đầu tư hoặc là các cái doanh nghiệp ở trong cái lĩnh vực truyền thống nhảy vào cái thị trường này. Ok, đấy chính là tác động tương lai của Phiswap. Và tại sao SCF họ lại chọn cái Phiswap để mà tập trung vào trong giai đoạn này? Đây chính là cánh cổng để đưa hệ sinh thái, các cái hệ sinh thái của SCF trên và chuỗi SCF trên cũng như đồng coin SCF ra với thị trường lớn ở các cái sàn giao dịch ấy. Ok ạ. Thì lý do thứ nhất đó là gì? Sàn giao dịch là nơi có doanh thu và lợi nhuận cực lớn. Được chưa? Và họ ước tính rằng lợi nhuận mỗi một năm lên đến hàng tỷ đô, bằng chứng có thể thể hiện như này. Anh chị chắc giao dịch sẽ biết sàn Binance đúng không ạ? Sàn Binance nếu mà anh chị vào trang chủ của họ sẽ thấy là gì? Số lượng user của họ đến bây giờ là 170 triệu, gần 170 triệu user đấy. Thì cái khối lượng giao dịch hàng ngày của sàn Binance theo thông tin Sơn vừa cập nhật trên CoinMarketCap gần đây nhất đó là 16 tỷ. Anh chị nhá, 16 tỷ đô giao dịch trên sàn Binance. À, đây là sàn tập trung. Còn sàn phi tập trung thì ta lấy ví dụ là đồng Uniswap, à cái sàn Uniswap thì cái khối lượng giao dịch trên cái sàn này một ngày ấy, anh chị có thể là xem trên CoinMarketCap là hơn 1 tỷ đô. Vậy thì anh chị hình dung như này, nếu như mà sàn giao dịch họ chỉ cần thu phí 0,2%. Đúng chưa ạ? Thì anh chị thì nhân 0,2% với 15 tỷ đô giao dịch một ngày thì ông Binance này thu về là 30 triệu đô lợi nhuận một ngày. Và thị trường crypto thì không có thứ bảy chủ nhật, không có ban ngày hay ban đêm, 24 trên 7. Cho nên lượng giao dịch nó khủng khiếp. Và chúng ta nhân cái 30 triệu đô lợi nhuận của Binance một ngày với 365 ngày, anh chị sẽ thấy là lợi nhuận họ thu về một năm là hàng chục tỷ. Được chưa ạ? Còn ví dụ Uniswap nó bé hơn, à, gọi là cái nền tảng sàn phi tập trung này nó bé hơn thì nó là cỡ cũng phải lợi nhuận hàng hàng tỷ đô một một năm. Đó là lý do mà đây là miếng bánh vô cùng béo bở và hấp dẫn. Khi nhảy được vào cái miếng bánh này thì lợi nhuận công ty nó lớn, đúng không ạ? Và khi đấy là lý do mà tại sao, lý do thứ nhất mà tại sao SCF trên họ lại tập trung để phát triển Finswap và đẩy Finswap là cánh cổng để SCF ra thị trường lớn. Đặc điểm thứ hai, sàn giao dịch và đặc biệt là những cái thiết kế của Finswap nó sẽ rất là dễ dàng để cho cái người dùng tiếp nhận. Thường thường chúng ta kể cả là nhà đầu tư cũ hay là những anh chị em là nhà đầu tư mới nhảy vào thị trường thì một điều chắc chắn là anh chị muốn sở hữu một đồng coin, một đồng token nào đó, anh chị sẽ phải lên một sàn nào đó, đúng không ạ? Một là lên sàn tập trung và hai là lên sàn phi tập trung. Vậy thì nếu như cái sàn đó nó dễ dàng thao tác, nó dễ dàng tiếp cận thì chúng ta sẽ chọn, đúng không ạ? Và nó có nhiều cái đặc điểm mà ưu việt hơn chúng ta sẽ chọn, đúng không? Thì Finswap có những đặc điểm đó. Cái điểm thứ ba là sàn giao dịch thì cũng là nơi mà dễ tiếp cận thị trường. Vì sao? Vì ai nhảy vào thị trường cũng phải lên sàn. Mà lên sàn thì sẽ trở thành một user sử dụng trên sàn và tạo phí giao dịch cho sàn, đúng không ạ? Thì đấy chính là đặc điểm thứ ba. Và chúng ta sẽ nhìn thế này. Bằng chứng này, cái lượng user, cái lượng người dùng ở trên Binance ấy, như lúc nãy Sơn có nói đấy, bây giờ là gần 170 triệu rồi. Sơn xem chiều nay khoảng 169 triệu bao nhiêu user. Chỉ từ tháng 7 2017 sàn này bắt đầu hoạt động thì đến bây giờ đã 170 triệu user. Hay là sàn sàn Uniswap thì lượng người dùng bây giờ cũng hơn 30 triệu user, cũng phát triển từ cuối năm 2017. Như vậy là anh chị cứ hình dung này, có rất nhiều lĩnh vực trong 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 thị trường tiền điện tử thì cái sàn nó là user bao giờ nhiều nhất, đúng không ạ? Anh chị có thể là những cái dự án game hay là nhiều những cái dự án khác kiểu như là social hay là metaverse hay là vân vân, lượng người dùng chắc chắn không bao giờ nhanh và nhiều như sàn đó. Đó là lý do họ tập trung vào sàn giao dịch Finswap. Và cái lợi thế của Finswap so với beta, so với Binance để cho nó máu, đúng không ạ? Binance, sàn giao dịch Binance thì xuất phát điểm từ con số 0, đúng không ạ? Tức là khi mà sàn Binance ra mắt thế giới thì họ trong tay họ là đã coi như con số 0. Vì họ chưa có user nào, họ phải thực hiện các chương trình airdrop rồi truyền thông các kiểu để bắt đầu thu hút user, đúng không ạ? Và Binance phát triển rất nhanh, chỉ cần sau một năm là lượng người dùng đã đạt 1,5 triệu user. Ok chưa ạ? Còn Finswap thì sao ạ? Finswap thì bọn Sơn hay dùng cái từ là sinh ra từ vạch đích.
sinh ra đã ngậm thìa vàng luôn. Vì sao ạ? Vì hiện tại ấy, là số lượng địa chỉ ví mà của blockchain SF mà lúc nãy chúng ta có tìm hiểu ấy, là 62 triệu. Và công ty họ dự trù là giả sử như là 62 triệu địa chỉ ví đấy, mỗi người tạo ra 100 ví. Trong đó có 99 ví là 99% ví là không hoạt động, vứt đi, tạo ra xong vứt đi. Còn có 1% hoạt động thôi. Thì cũng là 620.000 user hoạt động. Đúng chưa ạ? 620.000 user hoạt động. Vậy so sánh với Binance á, thì sao ạ? Sinh ra đã có 600.000 user rồi. Binance mất một năm để có tận à, để có 1,5 triệu user. Mà ông này là gì? Sinh ra cái đã có gần một nửa số số user mà sau một năm Binance mới có rồi. Đấy chính là lợi thế của Finswap. Và một lợi thế cuối cùng chính là nó ra đời để đúng thời điểm đón uptrend của thị trường. Uptrend là gì? Là thị trường tăng giá, cuộc đua tăng giá của các đồng coin, các cái đồng tiền điện tử. Và như lúc đầu Sơn có chia sẻ với anh chị đúng không ạ? Quy luật của thị trường này vẫn còn đang đúng là 4 năm một lần. Và năm nay thị trường uptrend tăng mạnh sẽ là 2024 đến 2025. Và dự kiến họ sẽ ra mắt cái sàn giao dịch Finswap này vào tháng 3 năm 2024. Đồng thời cũng là bắt đầu trả coin cho chúng ta vào tháng 3 năm 2024. Đây là dự kiến anh chị nha. Dự kiến có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là nó sẽ theo tình hình thực tế mà công ty họ có thể là ra quyết định cuối cùng. Bởi vì anh chị có thể là nhiều anh chị chưa bao giờ đầu tư những cái đồng coin ở vòng sớm thì có thể anh chị sẽ hơi lạ thôi. Nhưng bọn Sơn đầu tư với quỹ, bọn Sơn đi 10 dự án này. Bắt đầu đầu tư từ tháng 9 năm 2022 mà đi săn đến bây giờ là hơn một năm trời thì bọn Sơn vẫn chờ. Anh chị hiểu không ạ? Bởi vì sao? Thị trường xấu á, là không dự án họ không lít sàn đâu. Bởi vì họ phải mượn cái đà của thị trường tăng trưởng mạnh thì họ mới lít sàn. Mà khi họ lít sàn như vậy thì theo đà tăng trưởng thì coi bơm nó mới dễ, nó mới nhanh và nó thu hút cái dòng tiền ở ngoài vào thị trường mới kinh khủng. Đó, đấy là ý nghĩa của việc đón uptrend thị trường. Vậy thì chúng ta sẽ phân tích với nhau về cái thị trường một tí nhé. Sơn có nói thị trường này chu kỳ 4 năm đúng không ạ? 4 năm là vì đặc tính của Bitcoin halving. Bitcoin halving là gì? Halving là chia đôi. Được chưa ạ? Mà hiện tại là mỗi 10 phút là Bitcoin đang tạo ra một cái lượng là hình như là 6,25. Thì đến tháng 4 năm 2024 thì mỗi 10 phút chỉ sinh ra được, tức là các cái thợ đào, thợ mỏ chỉ đào được 3,125 Bitcoin cho mỗi 10 phút. Đấy. Và vì thế có nghĩa là chi phí họ vẫn phải bỏ ra như vậy, nhưng mà cái sản lượng lại nhận đi ít hơn, đồng nghĩa là chi phí tăng gấp đôi, mà khi chi phí tăng gấp đôi thì họ phải bán ra với giá gấp đôi. Đấy là quy luật đúng không ạ? Và vì thế nên là gì? Bitcoin nó có cái quy luật là 4 năm và thị trường cũng đi theo quy luật của Bitcoin. Bằng chứng anh chị nha. 2013 Bitcoin đạt đỉnh 1.200 đô. Khi đạt lên đỉnh rồi thì bắt đầu nó lại đi xuống đúng không ạ? Thị trường đi xuống đỏ lòm xong bắt đầu là đi ngang dập dìu cái thứ như thế này một thời gian, sau đó bắt đầu đi lên. Thì đến tháng 12 2017 Bitcoin lên một cái đỉnh tiếp theo là 20.000 đô. Vậy anh chị nhìn thấy 17 trừ 13 là 4 năm đúng không ạ? Và đặc biệt là nó đều lên vào cuối năm. Sau khi lên đỉnh rồi thì nó lại ỉu xìu đi đúng không anh chị? Nó lại cắm đầu xuống. Đó, sau nó lại phải đi ngang, nó tích lũy các thứ xong bắt đầu hết 4 năm bắt đầu nó lại lên đỉnh một lần nữa là 2021. Lúc đó Bitcoin đạt 69.000 đô. Đúng không ạ? Thì đây là những cái dữ liệu về biểu đồ giá, nó đã chứng minh cho cái quy luật 4 năm này rồi. Và thị trường thì nó có 4 giai đoạn. Một là giai đoạn đi xuống xuống giá, hai là giai đoạn đi ngang tích lũy, ba là tăng giá và cuối cùng là đi ngang phân phối. Vậy thì nếu anh chị mà đầu tư vào đồng coin nào mà đúng cái giai đoạn xuống giá này thì chờ mãi không thấy nó lên, đúng không ạ? Mà càng chờ càng hy vọng thì nó lại càng xuống. Mà khi chán chê các thứ rồi có khi là anh chị chán lắm anh chị bán luôn nó ở đáy. Đó, cho nên là nhiều người ăn đòn ở chỗ này. Rồi, ở cái giai đoạn mà đi ngang tích lũy ấy, thì không có mấy người ăn đòn. Vì sao ạ? Vì thị trường nó vô cùng ảm đạm. Vô cùng ảm đạm, cho nên là người mới không quan tâm, bởi vì người cũ có bao giờ khoe tiền ở đâu. Đúng không ạ? Cái người trong thị trường có cái gì đâu mà khoe. Cho nên là không ai tham gia lúc này. Nhưng các quỹ đầu tư họ lại hay đi gam đi đi gom vào giá lúc này. Nó gọi là đi ngang tích lũy là gì? Là tích lũy là gom hàng ấy. Đấy, những cái hàng tốt là họ đã gom dần rồi. Còn giai đoạn đi đây gọi là vùng mua tốt nhất. Đúng không ạ? Vùng mua tốt nhất, nhưng mà các bà rồi quân tài không bằng dài vốn. Muốn mua được ở cái vùng tích lũy này vốn là chị phải lớn.
Vì sao? À, và phải đủ dài. Vì chúng ta chờ có khi đến 1-2 năm như Sơn có nói đấy, bọn Sơn đầu tư với quỹ đi săn từ tháng 9 năm ngoái đến giờ còn chưa có thành quả. Nếu mà không đủ trường vốn thì rất dễ gọi là không thể 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 theo được trong quá trình gom như vậy. Nhưng mà gom tốt nhất mà để gọi là đỡ bị om vốn dài thì chính là gom khi nó sát nhất với uptrend. Được chưa ạ? Và khi nó tăng giá thì cái thời gian của chúng ta nó sẽ chờ đợi nó ít hơn. Đó, thì nó đạt vùng bán là cái vùng mà đi ngang phân phối này thì bán là lúc đấy là phải ra hết hàng. Quan điểm của bọn Sơn là như này: dù anh chị đầu tư bất kể một thể loại coin nào, từ Bitcoin, ETH đi chăng nữa, thì đến đỉnh phải ra. Nếu như anh chị không thoát hàng ra, đảm bảo anh chị đu đỉnh. Bitcoin nó còn đi 4 năm như vậy, lên xong nó lại cắm xuống mà. Nên là gì, đồng nào đi chăng nữa, chúng ta cũng hãy nên chốt lời vào vào khi mà hết chu kỳ. Và điều thú vị hay ho của Finswap nói riêng và cái đồng FFP đó chính là ra mắt vào tháng 3 năm 2024, tức là để đón đón cái đợt uptrend 2024-2025. Vì thế nên là gì? Chúng ta sẽ không phải đợi lâu. Không phải đợi lâu như bọn Sơn đợi hơn năm rồi còn chưa có kết quả. Đấy. Và tận dụng được đà tăng mạnh của thị trường giúp cho cái đồng này nó tăng trưởng mạnh. Ok không ạ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ đánh giá cái tiềm năng của FFP một chút nhé. Thì thường thường trong giới phân tích cơ bản á, để đánh giá tiềm năng của một đồng coin hay một đồng token á, thì người ta sẽ dùng cái phương pháp nó gọi là phương pháp so sánh. So sánh với cái gì ạ? Đây. Như chúng ta có trao đổi với nhau, FFP là token quản trị của sàn Finswap đúng không? Mà sàn Finswap là sàn sàn DEX, sàn phi tập trung. Vậy thì chúng ta lấy luôn hai cái nền tảng, hai cái sàn phi tập trung đã có trên thị trường để so sánh dữ liệu xem nó có như thế nào và tiềm năng nó sẽ như thế nào, đúng không ạ? Tiêu chí so sánh thì như sau ạ. Nhất là cái đồng token đó phải cùng hệ hay là cùng loại hay là cùng lĩnh vực, thì ở đây đều là token sàn DEX, đúng chưa ạ? Điểm thứ hai so sánh, tiêu chí thứ hai đó là thời gian lít sàn. Thì thừa khả cái đồng Uni và đồng cách này thì đều lít sàn vào tháng 9 2020. Tức là rất sát với uptrend. Được chưa ạ? Uptrend là 2021. Đó. Còn Finswap thì sao ạ? Đồng FFP sao ạ? Dự kiến lít sàn tháng 3 2024. Như vậy là cũng sát với uptrend. Đúng chưa ạ? Đấy là đều là cái lợi thế mà hai đồng này nó đi trước, nó đã làm và mình cũng đang đi làm như vậy. Vị thế mua thì nếu như mà khi mà biết đến cái đồng Uni và đồng Kex thì khả năng anh chị sẽ phải mua trên sàn. Bởi vì sao ạ? Bởi vì là hình như Uni nó có airdrop, airdrop cho những cái người mà dùng Uni trong giai đoạn trước khi mà đồng Uni ra mắt. Đấy. Thì nếu mà về quỹ thì mới có thể anh chị là quỹ đầu tư, anh chị mới có thể là mua được vòng sớm, chứ còn cá nhân buộc phải mua trên sàn. Đấy là điều chắc chắn. Còn ở FFP thì chúng ta lại mua mua ở giá tốt hơn khi lên sàn. Là gì? Nó chưa lên sàn mà chúng ta đã có cơ hội mua rồi. Ở đây anh chị lưu ý nha, nếu như chúng ta coi cái hoạt động đóng góp hackathon và nhận được FFP giống như hoạt động mua IDO, thì để mua được IDO các dự án á, thường anh chị sẽ phải làm rất nhiều nhiệm vụ. Nào thì tạo một mớ tài khoản này, xong rồi đăng gọi là tag, rồi share, retweet các kiểu, phải làm nhiệm vụ thì anh chị mới được gọi là bốc thăm để được mua hay không. Nếu anh chị tạo một 10 tài khoản, có khi là bốc thăm xong anh chị có được một hai tài khoản mua. Mà mua thì có khi anh chị chỉ mua được 20 đô, 30 đô trong một cái lần mua. Đúng chưa ạ? Còn với FFP này thì chúng ta có thể là mua nhiều hơn thế, đúng không? Vì tối thiểu là chúng ta đóng góp 100 đô và nó không có tối đa, đúng không ạ? Đấy, cho nên là nó cũng là lợi thế hơn. À, tiêu chí thứ tư để chúng ta so sánh đó là phí giao dịch. Hai đồng Uni và Kex không được dùng làm phí giao dịch trên chính sàn của họ nhé. Nếu anh chị lên Uni giao dịch swap một cái đồng coin token nào đó thì phí nó trừ bằng ETH, nó không trừ bằng đồng Uni. Ok chưa? Anh chị mà giao dịch trên PancakeSwap thì phí nó trừ bằng BNB cơ, nó không trừ bằng cách. Vậy thì bản thân hai đồng đấy nó không có giá trị sử dụng làm phí giao dịch, trong khi FSP thì lại được sử dụng làm phí giao dịch. Cho nên xét về mặt tiện ích sử dụng thì FSP đang có nhiều tiện ích sử dụng hơn, có đúng không ạ? Rồi, số lượng user sẵn có. À, khi mà Uni với cả Pancake nó ra đời ấy, thì nó đâu có sẵn user, đúng không anh chị? Bọn Sơn hay dùng cái từ là gì? Uni là con nuôi của của Ethereum. Pancake là con nuôi của Binance Smart Chain. Nhưng mà Finswap lại là con đẻ của SSF Chain. Và vì thế nó được thừa hưởng luôn hơn 2 triệu cái địa chỉ ví đang nắm giữ SSF. Anh chị hình dung câu chuyện không ạ? Hơn 2 triệu địa chỉ ví đang nắm giữ SSF,
và số lượng địa chỉ vì nắm giữ SCF sẽ luôn tăng lên. Anh chị biết tại sao ạ? Bởi vì khi mà chúng ta tham gia vào hackathon, chúng ta nhận được cổ tức chính là SCF. Mà khi Finswap ra mắt FSP, cái cặp FSP và USDT lít sàn, đúng chưa ạ? Sau đó cặp SCF và FSP lít sàn. Vậy anh chị muốn bán SCF, anh chị buộc phải có FSP làm phí. Anh chị hình dung câu chuyện gì ạ? Cho nên là gì, số lượng địa chỉ ví hold SCF tăng lên đồng nghĩa với nhu cầu sử dụng FSP tăng lên. Đó chính là điều rất quan trọng anh chị nha. Như vậy là gì? Về cái giá trị sử dụng của FSP, nó có thể thấy ưu việt hơn so với hai đồng là Uni và Cách rồi. Đúng chưa ạ? Vậy thì xem Uni và Cách nó đã từng tăng giá thế nào anh chị? Bởi vì ai chả thích mua một đồng coin mà nó tăng giá đúng không anh chị? Ok, đây là biểu đồ của đồng Uni mà Sơn lấy trên coinmarketcap.com. Đồng này ra mắt lít sàn vào tháng 9 năm 2020 và nó lên đỉnh vào tháng 5 năm 2021. Đây chính là đỉnh của nó này. Lít sàn này và đỉnh này. Và ở góc này này, nó hơi nhỏ tí, thì nó có hai cái loại giá là all time high. All time high tức là giá cao nhất mọi thời điểm, và all time low là giá thấp nhất mọi thời điểm. Thì giá thấp nhất của đồng Uni khi chính là lúc lít sàn ngày 17 tháng 9 2020, và giá cao nhất nó đạt là 44,97 đô. Lấy hai giá này, lấy giá cao nhất chia cho giá thấp nhất, tăng 107 lần. Anh chị nhớ nha, giá cao nhất chính là đỉnh 2021 tháng 5 chia cho giá thấp nhất chính là lúc mới lít sàn, thì nó tăng 107 lần. Điều này có nghĩa là gì ạ? Nếu ngày đó, đấy, nếu hồi tháng 9 mà anh chị biết đến, nhỡ tay rơi 1.000 vào đồng Uni, thì tháng 5 anh chị có 100.000, đúng không ạ? Đầu tư 1.000 đô vào đồng Uni thì 8 tháng sau anh chị, tài sản của anh chị trở thành 100.000 đô. Tương đương, người ta tính tiền Việt cho dễ nhé. Đây, giá USDT hiện tại nó rơi vào khoảng tầm 24.890 đồng. Thì Sơn làm tròn là 25.000 đi. Thì 1.000 đô anh chị đầu tư tức là 25 triệu. Vậy thì 8, nếu anh chị đầu tư đúng ông Uni này trong thời điểm mà lít sàn tháng 9 đấy, thì đến tháng 5 anh chị kiếm được, tháng 5 2021 anh chị kiếm được 2,5 tỷ. Đúng chưa ạ? X 100 lần. Làm gì cho lại đúng không anh chị? Tại sao thị trường coin nó hot? Bởi vì nó có sự tăng trưởng điên rồ. Nếu như anh chị nào chưa tham gia thì có thể chúng ta hơi bỡ ngỡ một tí. Nhưng anh chị nào đã từng trải qua một vài cái mùa, một hai mùa của thị trường sẽ biết nó tăng trưởng như con người, đúng không ạ? Rồi, tiếp đến đồng thứ hai chúng ta xem, đó là đồng đồng cách, đúng không ạ? Đồng cách này thì điều thú vị khi mà Sơn kiểm tra cái dữ liệu của nó thì thấy là gì? Nó cũng lít sàn đồng thời với Uni là tháng 9 2020, và nó cũng lên đỉnh vào tháng 5 2021, tức là 8 tháng sau. Nhưng mà có một sự khác biệt, con này không tăng trưởng nổi như Uni anh chị. Nó không tăng trưởng nổi 100 lần giống như con Uni, nhưng mà nó tăng tận 190.000 lần. Anh chị hình dung nhé, 190.000 lần đấy. Điều này có nghĩa là gì ạ? Nếu như chẳng may bỏ vào 1.000 đô đầu tư con cách hồi tháng 9 2020, thì 8 tháng sau anh chị có 190 triệu đô. Được chưa ạ? Mà số tiền này chắc không nên quy ra tiền Việt. Chúng ta tạm thời để tiền đô để hình dung. Rồi, thì đây là hai cái đồng mà cùng hệ với nhiều cái tiêu chí khá là giống với đồng FFP. Vì thế nên chúng ta tìm hiểu để chúng ta biết. Vậy thì cái việc mà FFP nó có khả năng tăng bao nhiêu lần? Tăng 3 con số hay là tăng 4 con số? X 100 lần hay là X 190.000 lần, hay là một con số nào đó? Thì cái này tùy anh chị tự tưởng tượng. Đó. Cá nhân Sơn thì không bàn sâu về cái này. Bởi vì khi nó lít sàn á, anh chị hình dung như này này. Khi họ lít sàn là chúng ta không ai có coin đâu. Đúng không ạ? Nhưng mà ai tham gia hackathon trước thì sẽ được airdrop FSP trước. Vậy thì rõ ràng nếu như mà giả sử những anh chị em nào ở đây đã từng tham gia, bởi vì chương trình này bắt đầu chạy từ ngày mùng 10 tháng 11, nếu anh chị em nào vào ngày mùng 10 tháng 11, giả sử như mùng 10 tháng 4 lít sàn ạ, thì anh chị em ở ngày mùng 10 tháng 11 nhận coin trước, đúng không ạ? Còn ví dụ như là anh chị em nào mà tham gia mùng 10 tháng 12 chẳng hạn, thì một tháng sau chúng ta mới có coin, đúng không anh chị? Vì thế nên là gì, khi mà giai đoạn đầu giai đoạn đầu là cái lượng coin nó khan hiếm ở ngoài thị trường, thì lúc đấy giá giá nó tăng trưởng lúc lít sàn là rất là kinh khủng.
mà khi lên sàn xong rồi nó lại được sử dụng luôn. Đấy, sử dụng luôn cái đồng coin này nữa, nó làm cho cái cung lưu thông ở ngoài nó khan hiếm đi, thì cái tốc độ tăng trưởng nó vẫn được duy trì khá là ổn, được chưa ạ? Đó thì đấy, thì Sơn phân tích qua một chút về cái tiềm năng tăng giá. Còn trong hoạt động đầu tư thì cũng phải chia sẻ với anh chị là gì, có hai từ đi song song với nhau, đó là rủi ro và lợi nhuận. Nãy giờ phân tích mãi về 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 tiềm năng đúng không ạ, về lợi nhuận, thì chúng ta nói một chút về rủi ro. Thì rủi ro ở đây là gì? Phân tích rủi ro thì nó nhiều thứ đúng không ạ? Thôi bây giờ Sơn lấy luôn cái đi. Giả sử có một cái trường hợp bất khả kháng nào đó không được như chúng ta phân tích, thì chúng ta xác định luôn rủi ro là mất. Được chưa ạ? Ví dụ anh chị đầu tư 1.000 đô, nếu mất thì anh chị chịu được không? Đúng không ạ? Nếu anh chị chịu được, tức là nó không ảnh hưởng đến cuộc sống, nó không ảnh hưởng đến mối quan hệ gia đình, nó không ảnh hưởng đến nhảy lầu hay là treo cổ kiểu kiểu như thế, hay là để dép trên cầu Trương Dương, đúng chưa? Hãy đầu tư trong số tiền mà mình có thể chịu được. Ví dụ anh chị em nào cũng có vốn khoảng tầm vài chục ngàn hay là vài trăm ngàn, thậm chí nhiều hơn, thì anh chị cũng không nên tấp tay đúng không? Chúng ta phân bổ ra. Đa phần tỷ trọng chúng ta đầu tư vào những cái đồng mà gọi là nó là anh cả thị trường rồi, kiểu như Bitcoin hay là Ethereum, đúng ạ? Và chúng ta phân bổ vào đây khoảng tầm 10% thôi. Còn những anh chị em nào mà vốn tầm trung trung, ví dụ như là khoảng vài ngàn đi, đấy, thì chúng ta có thể phân bổ cái tỷ trọng nó nhiều hơn là 20%, 30% gì đó, đúng không ạ? Còn những anh chị em nào mà ví dụ vốn chỉ có một vài trăm thôi, thì nói thật là đừng áp dụng cái câu nói là trứng chia nhiều giỏ. Bởi vì anh chị mà có ví dụ 500 đô mà anh chị chia cho 10 giỏ, 10 con coin, mỗi con coin đi 50 đô, thì nếu mà nó ít không được bao nhiêu mà nó rất là rác cái hạng mục đầu tư, anh chị hình dung ạ? Đó thì đấy là một số những cái kinh nghiệm trong cái quá trình mà bọn Sơn đầu tư và chia sẻ lại với anh chị. Thế thì đây là rủi ro nhé, hãy xác định trong cái số mình có thể mất, và nếu như được đúng không ạ, Sơn chỉ lấy cái tiềm năng tăng giá của nó ngang với uni x trăm lần, không cần 190.000 lần như kiểu cách, ok không ạ? Vậy thì anh em hay nói với nhau là gì, đây là một cái rủi ro lợi nhuận, nó gọi là bất đối xứng. Chúng ta bỏ ra một nhưng mà nhiều yếu tố ủng hộ cho cái sự thắng lợi ở kèo đầu tư này, đúng chưa ạ? Mà thắng lợi lại còn thắng lợi lên đến 100. Vậy thì nó rất đáng để chúng ta lưu ý đưa vào hạng mục đầu tư của mình, ok không ạ? Đó thì đấy chính là những cái thông tin mà Sơn chia sẻ với anh chị trong cái nội dung của buổi Zoom tối ngày hôm nay.